Họ kêu tôi làm kinh lắm, da tôi mà họ kêu lột da Trời ấy, xong rồi ơi, lột da dục thùng rác, người thì ghê thế, không phải đâu. đau lắm á, nhưng tôi không làm đâu. Anh ơi, chị có giấy mời họp nè. Họp ở đâu? Nè, đọc cái đó thôi. Cái này người kinh mời à? Ở buôn à. Ý hỏi là người kinh họ mời à? À đúng rồi. Ở nhà rong buôn rung hả? Đúng rồi. Thôn Nam Tiến, xã Nam Nung, huyện Cà Rông đâu? Đúng đúng rồi. Giờ xong người ta mời đi họp liền, anh đi họp đi. Giờ bà đi đi. Anh đàn ông anh đi dễ dàng, đi đi. Giờ bà người kinh, họ nói bà hiểu. Tôi họp mấy lần, họ nói tôi không hiểu. Thì chính bạn đi thử cho người ta nói, sao thì giờ mình nghe vậy? Giờ họ nói tôi có hiểu đâu. Cái gì không hiểu hỏi ra, đi đi. Đi đó. Ồ, đi đi. Đi đi đi. Ôi trời ơi. Sao rồi anh đi họp sao vậy? Ở trên buôn người ta nói gì? Dạ ở nhà rong buôn rung á. Ở tôi ngồi xuống tôi thật cho nghe. Họ nói tôi không có hiểu. Họ nói cái gì mà anh không hiểu? Họ nói tôi là kêu tôi là nuôi con thỏ. Nuôi con thỏ cho đẻ con ngang. Tôi suy nghĩ hoài, nuôi con thỏ sao đẻ ra được con ngang. Ủa nghe sao mà có nuôi con thỏ mà đẻ con ngang? Ờ họ kêu gì đó. Ủa hỏi họ có chỉ dẫn cái gì đó không? Họ nói là thì họ kêu tôi là họ tuyên truyền, họ nói là nuôi con thỏ cho đẻ con ngang. Ờ tôi biết rồi. Giờ biết cái gì đâu? Người ta nói là nuôi con khỏe dạy con ngoan, dù gái hai chay chỉ hai là đủ. Vô chứ không phải mà nuôi con thỏ thì đẻ con ngang. Nuôi con thỏ mà đẻ con ngang sao được? Giờ thì họ nói gì tôi có biết đâu. Trời ơi, giờ có nhiêu nó vậy nói cũng sai nữa. Ờ, còn họ dặn gì nè? Dặn cái gì nữa? Họ kêu tôi là về á. Mà sao tôi không hiểu cái vấn đề này nè? Về khi mà họ giải thích gì nè? Ai gì nè? Rồi xong bắt đầu lột da ra. Mà sao ấy trên này mà họ kêu lột da chứ? Lột vô thùng rác. Dạ. Tôi không hiểu. Trời đất ơi. Nhưng mà đúng rồi. Đúng sao họ mang biệt danh người kinh là phải rồi. Họ dạ, họ kêu tôi làm kinh lắm. Da tôi mà họ kêu lột da. Trời ơi. Sao người lột da dục thùng rác. Ui thì ghê thế. Không phải đâu. Đau lắm á. Chứ tôi không làm đâu. Trời ơi, người ta nói như vậy là khi hai vợ chồng quan hệ đó là anh phải mang bao cao su. Rồi khi xong rồi lột dục trong thùng rác chứ lột da gì đây. Ủa cho cái này nó sai gì cho này nè. Trời đất ơi. Giữa cái này sai nè. Sai cái gì? Tại sao vợ chồng quan hệ mà mang bao cao su? Bao cao su là để bao cái cây cao su. Cao su mình lấy mố á. Vậy sao mà mình ấy mà mang vô cái cao su? Cái gì đâu mà họ kêu là ấy gì là sao? Tôi không hiểu ấy gì đây có liên quan gì kế hoạch đâu. Giờ tôi kêu bà đi, bà hiểu người kinh. Tôi thì người kinh nói tôi không hiểu đâu. Mới bước vô là tôi nghe người kinh hỏi là tôi quê rồi. Hỏi tôi là sao mà mặc cái quần này. Quần này phải có ăn không? Tôi nói không. Mà có phạm pháp không? Với cái này của vợ tôi. Tôi tính đâu là không có chính chủ, không được quyền mặc. Tôi hỏi chứ có phạm pháp không? Nó nói không, nhưng mà đều thấy lạ. Họ còn cấp tôi cái đèn pha nữa kìa. Chi vậy? Họ kêu tôi mỗi khi về ra đường á, giờ ban đêm á là phải bật cái này lên. Tôi nói thấy đường hay không gì thì kệ tôi. Tôi quen buôn thôn đây rồi, đường đi tôi quen lắm. Họ nói không phải quen hay không là chuyện của anh, nhưng mà phải bật đèn đây nè cho người ta thấy anh, để người ta không thấy. Vậy là sao? Ơi, thì người ta thấy anh đen quá, đi phải gọi đèn pin mới thấy. Ê ô, vậy là đen phải gọi đèn pin. Trời đất ơi, sao sáng đi không lấy quần mặc cái đàng hoàng, mặc cái quần tôi đi vậy? Trời ơi, nó nhẹ nhàng chứ lại nó bông qua, tôi khoái bông qua. Trời ơi, chết luôn. Thiệt là khổ ông ở đơ này. Vậy thì chuyến sau bà đi đi. Gọi đi, chuyến sau tôi đi cho anh không biết gì đâu. Mấy ông người kinh này không hiểu nổi. Rồi, chuyến sau tôi đi cho. Đúng là người kinh thiệt. Kêu tôi lột da mà không kinh sao được.
Thấy anh tụng kinh cái vui thầy lễ.